lại có vô lượng Quan Âm Thiên Dương, đó là Cả Ái Lạc Quang Minh Thiên Dương, Thanh Tịnh Diệu Quang Thiên Dương, Năng Tự Tại Âm Thiên Dương, Tối Thắng Niệm Trí Thiên Dương, Cả Ái Lạc Thanh Tịnh Diệu Âm Thiên Dương, Thiền Tư Duy Âm Thiên Dương, Phổ Âm Biến Chiếu Thiên Dương, Thầm Thâm Quang Âm Thiên Dương, Vô Cấu Xưng Quang Minh Thiên Dương, Tối Thắng Tịnh Quang Thiên Dương. Lại có vô lượng vô biên Quang Âm Thiên Dương. Quang âm nghĩa là dùng quang để thay thế âm thanh. Trời Quang Âm là trời thứ ba đệ nhị thiền, tức cũng là trời thứ sáu thuộc về sắc giới. Chư thiên cõi trời này từ miệng phóng quang, người thấy được quang này liền biết là ý nghĩa gì. Họ chẳng có lời nói, chẳng có vọng tưởng, họ dùng thân tâm phóng ra trí tuệ quang minh để giáo hóa chúng sinh. Thần thông của họ hóa hiện tất cả. Khi bị hỏa tai thì lửa thiêu đến trời sơ thiền. Chư thiên cõi này đến trời Quan Âm tị nạn. Đợi kiếp thành thì Quan Âm Thiên Dương dùng sức thần thông làm mưa lớn để dập tắt lửa mà thành thế giới. Lúc đó, chư thiên trời Quan Âm bèn đến thế giới để khuyên con người hướng thiện. Vị Thiên Dương thứ nhất tên là Khả Ái Lạc Quang Minh. Vì quang minh của vị này phóng ra thanh tịnh khả ái phi thường, khiến cho chúng sinh đều sinh hoan hỷ, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ hai tên là Thanh Tịnh Diệu Quang. Vì quang minh của vị này phóng ra thanh tịnh vi diệu, khiến cho chúng sinh trí huệ ngày càng tăng trưởng, thân tâm đắc được thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ ba tên là Năng Tự Tại Âm. Vì âm thanh của vị này tự tại, cũng khiến cho chúng sinh đắc được tự tại, không khổ, không sầu, không sinh, không diệt, thành tựu giải thoát, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ tư tên là Tối Thắng Niệm Trí. Vì vị này có trí huệ thù thắng nhất, viên mãn nhất, khiến cho chúng sinh sanh ra tâm niệm thường niệm Tam Bảo, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ năm tên là Khả Ái Lạc Thanh Tịnh Diệu Âm. Vì diệu âm của vị này khiến cho chúng sinh đắc được an lạc, chẳng có phiền não, trong tâm thanh tịnh, chẳng có vọng tưởng, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ sáu tên là Thiện Tư Duy Âm. Vì âm thanh của vị này khiến cho chúng sinh nghe đến khéo tư duy, bèn không suy nghĩ việc ác nữa, mà phát bồ đề tâm, sinh ra trí huệ giác ngộ, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ bảy tên là Phổ Âm Biến Chiếu. Vì diệu âm của vị này chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được quang minh, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ tám tên là Thậm Thâm Quang Âm. Vì vị này ái hộ chúng sinh phi thường, vị này dùng quang minh và âm thanh để giáo hóa chúng sinh, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ chín tên là Vô Cấu Xưng Quang Minh. Vì quang minh của vị này thanh tịnh chẳng có trần cấu, chiếu khắp chúng sinh, chúng sinh cần bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ mười tên là Tối Thắng Tịnh Quang. Vì vị này có quang minh thù thắng nhất, thanh tịnh nhất, chiếu sáng tất cả chúng sinh, cho nên được tên này. Có vô lượng số Quan Âm Thiên Dương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều trụ pháp môn vô ngại hỷ lạc tịch tỉnh rộng lớn. Mười vị Quan Âm Thiên Dương này làm thượng thủ trong chúng trời Quan Âm. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên bất khả tư nghị số Quan Âm Thiên Dương. Những vị Quan Âm Thiên Dương này đều đắc được pháp môn vô ngại hỷ lạc tịch tỉnh rộng lớn. Rộng lớn tức là vô ngại, hỷ lạc tức là tịch tỉnh. Rộng lớn là tán, tịch tỉnh là định. Bất cứ tán cũng ở trong định, định cũng ở trong định. Các vị ấy không thể bỏ động mà cầu tỉnh, cho nên gọi là rộng lớn. Các vị ấy đắc được vị thiền mà chẳng chấp trước vị thiền, cho nên vô ngại. Đó là pháp môn vô ngại. Ở trên là chúng thứ 9 tên của 10 vị Quan Âm Thiên Dương. Lại có vô lượng biến tình thiên dương.
đó là thanh tịnh danh xưng Thiên Dương, tối thắng kiến Thiên Dương, tịch tỉnh đức Thiên Dương, tu di âm Thiên Dương, tình niệm nhãn Thiên Dương, khả ái lạc tối thắng quang chiếu Thiên Dương, thế gian tự tại chủ Thiên Dương, quan diệm tự tại Thiên Dương, lạc tư duy pháp biến hóa Thiên Dương, biến hóa tràng Thiên Dương, tinh tú âm diệu trang nghiêm Thiên Dương. Lại có vô lượng vô biên biến tịnh Thiên Dương. Biến tịnh là hoàn toàn chẳng có tâm hoan hỷ, đắc được diệu lạc thuần chân thanh tịnh. Trời biến tịnh là trời thứ ba đệ tam thiền, tức cũng là trời thứ chín thuộc sắc giới. Cõi trời này khoái lạc nhất, rất dễ khiến cho người tu thiền đọa lạc. Cho nên một số người tu thiền không tu thiền định này mà cấp tốc đến trời tứ thiền. Cuối thời kỳ 64 đại kiếp sẽ có nạn gió lớn. Nạn gió lớn này sang bằng cõi trời tam thiền. Ngoài ra, các cõi trời khác cũng không tránh khỏi đại kiếp này. Do đó, chư thiên sáu cõi trời dục giới, đủ năm điều suy, trời tam thiền có nạn gió. Nếu tu đến trời phi tưởng, chẳng bằng đi đến cõi Tây Phương. Từ bài kệ này, chúng ta thấy pháp môn niệm Phật rất thuận tiện và quan trọng, không lãng phí thì giờ mà chắc chắn được giảng sinh. Vị Thiên Dương thứ nhất tên là Thanh Tịnh danh xưng. Vì vị này đã đắc được trí huệ thanh tịnh, nhìn xuyên thủng đối với các pháp nhiễm ô, buông bỏ đặng, danh đồn của vị này truyền khắp thế gian, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ hai tên là Tối Thắng Kiến. Vì kiến giải của vị này thù thắng nhất, thông minh nhất, đều là chánh tri chánh kiến mà chẳng có tà tri tà kiến, nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ ba tên là Tịch Tỉnh Đức. Vì vị này có đức hạnh tam muội thiền định thanh tịnh, làm tất cả việc thiện, không để cho ai biết, tức là mật hạnh. Người xưa nói, việc thiện mà muốn cho người thấy chẳng phải là chân thiện, việc ác mà sợ người biết là đại ác. Chúng ta là người tu đạo nên ghi khắc hai câu này làm châm ngôn. Phải minh bạch thật nghĩa tịch tỉnh, đừng dụng công phu ở trên danh lợi. Phải từ bỏ danh lợi thì sẽ đắc được đức tịch tỉnh, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ tư tên là Tu Di Âm. Vì âm thanh của vị này cao diệu phi thường, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được pháp âm, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ năm tên là Tịnh Niệm Nhãn. Vì vị này khai mở ngũ nhãn, chỉ thấy pháp thanh tịnh, không thấy pháp nhiễm ô, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ sáu tên là Khả Ái Lạc Tối Thắng Quang Chiếu. Vì vị này có trí huệ quang thù thắng nhất, bất cứ chiếu đến ai thì người đó minh tâm thanh tịnh khoái lạc khả ái, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ bảy tên là Thế Gian Tự Tại Chủ. Vì vị này khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tự tại và bình an, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ tám tên là Quang Diệm Tự Tại. Vì quang minh của vị này tuy mãnh liệt như lửa ngọn, nhưng rất mát mẻ tự tại, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ chín tên là Lạc Tư Duy Pháp Biến Hóa. Vì vị này tu pháp châu như ý, biến hóa tùy theo ý muốn, muốn dùng pháp gì thì biến pháp đó, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ mười tên là Biến Hóa Tràng. Vì vị này biến hóa ra được đủ thứ tràng báo, vừa sáng vừa trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị Thiên Dương thứ 11 là Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm. Vì vị này có diệu âm của nhị thập bát tú, 28 vì sao, trang nghiêm và di diệu, cho nên được tên này. Có vô lượng số biến tịnh Thiên Dương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều đã an trụ pháp môn rộng lớn, xuyên làm lợi ích trong tất cả thế gian. 11 vị biến tịnh Thiên Dương này làm thượng thủ trong chúng biến tịnh Thiên Dương. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên biến tịnh Thiên Dương. Những vị biến tịnh Thiên Dương này đều đã hoàn toàn an trụ ở trong pháp môn rộng lớn vô ngại, tức là pháp môn tận hư không khắp pháp giới, luôn luôn giáo hóa,
làm lợi ích, khuyến đạo tất cả chúng sinh, không có dừng nghỉ. Các vị này vĩ đại như Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát: độ hết chúng sinh mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống không, thề không thành Phật. Lại nói rằng: tôi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tinh thần bỏ mình vì người, đó là hành Bồ Tát Đạo, do đó mới được danh hiệu Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Trí Văn Thù Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là hạnh nguyện của bốn vị Đại Bồ Tát. Ở Trung Quốc có bốn đại danh sơn là đạo tràng của bốn vị Đại Bồ Tát. Núi Ngũ Đài ở Sơn Tây là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù. Núi Nga Mi ở Tứ Xuyên là đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Núi Cửu Hoa An Vi là đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Núi Phổ Đà ở Triết Giang là đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trước khi Đức Phật Di Lặc chưa hàng sinh, thì Bồ Tát Địa Tạng sẽ là giáo chủ lâm thời cõi Ta Bà thế giới. Ở trên là chúng thứ 10 biến tịnh Thiên Vương. Lại có vô lượng quảng quả Thiên Vương, đó là Ái Lạc Pháp Quang Minh Chàng Thiên Vương, Thanh Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Vương, Tối Thắng Huệ Quang Minh Thiên Vương, Tự Tài Trí Huệ Chàng Thiên Vương, Lạc Tịch Tỉnh Thiên Vương, Phổ Trí Nhãn Thiên Vương, Lạc Toàn Huệ Thiên Vương, Thiện Chủng Huệ Quang Minh Thiên Vương, Vô Cấu Tịch Tỉnh Quang Thiên Vương, Quảng Đại Thanh Tịnh Quang Thiên Vương. Lại có vô lượng vô biên quảng quả Thiên Vương. Quảng quả nghĩa là vị sinh thiện quả rộng lớn nhất, tức là cũng nói về quả phàm phu tu đến cõi trời cao nhất này. Chúng sinh sanh về cõi trời này sẽ tránh khỏi tám thứ tai nạn, là cõi trời tịch tỉnh nhất. Cõi trời này gồm có hai đạo là tà và chánh. Chúng sinh tu thiền định phân làm hai thứ. Chúng sinh tu định hữu lậu, tức là ngoại đạo, sẽ sinh về trời vô tưởng, trời trường thọ. Giống như băng ép cá, băng ở trên mặt nước, cá ở dưới đáy. Đá đè cỏ, chẳng phải là pháp cứu kính, vẫn còn sinh tử. Chúng sinh tu định vô lậu, tức là A-la-hán và Bồ-tát. Các bậc này sinh về trời ngũ bất hoàng, trời vô nhiệt, trời vô não, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu kính. Không còn đầu thai vào dục giới nữa, vì đã đoạn trừ tư hoặc của dục giới, nhưng chưa đoạn hết tư hoặc của sắc giới và vô sắc giới. Vị Thiên Vương thứ nhất tên là Ái Lạc Pháp Quang Minh Tràng. Vì vị này thích pháp lạc, coi pháp quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì. Tràng của vị này thường phóng quang minh, cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ hai tên là Thanh Tịnh Trang Nghiêm Hải. Vì vị này dùng quang minh thanh tịnh để trang nghiêm như đại hải, cho nên được tên này. Vị vua trời thứ ba tên là Tối Thắng Huệ Quang Minh. Vì huệ của vị này thù thắng nhất, cũng sáng nhất, cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ tư tên là Tự Tại Trí Huệ Tràng. Vì trí huệ của vị này tự tại nhất, giống như tràng báo, cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ năm tên là Lạc Tịch Tỉnh. Vì vị này thích tịch tỉnh nhất, hoan hỷ nhất là nhập thiền định tam muội, cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ sáu tên là Phổ Trí Nhãn. Vì vị này có trí huệ nhãn chiếu khắp thế gian, khiến cho chúng sinh cũng đắc được trí huệ, cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ bảy tên là Lạc Toàn Huệ. Vì vị này luôn luôn hồi quang phản chiếu, quán tự tính trí huệ vốn có, cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ tám tên là Thiện Chủng Huệ Quang Minh. Vì vị này khéo trọng nhân trí huệ Bồ Đề, cho nên đắc được quả quang minh, cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ chín tên là Vô Cấu Tịch Tỉnh Quang. Vì trí huệ của vị này chẳng có trần cấu, lại thường ở trong định quang, cho nên được tên này.
Vị thiên dương thứ 10 tên là Quảng Đại Thanh Tịnh Quang. Vì vị này có quang minh thanh tịnh rộng lớn, chẳng có biên tế, chiếu khắp 10 phương thế giới, cho nên được tên này. Có bất khả xưng số quả quảng thiên dương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều lấy pháp tịch tỉnh mà làm cung điện an trụ ở trong đó. 10 vị quảng quả thiên dương này làm thượng thủ trong chúng quảng quả thiên dương. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên quảng quả thiên dương. Những vị quảng quả thiên dương này đều dùng pháp tịch tỉnh làm cung điện của họ, an trụ ở trong cung điện này. Ở trên là chúng thứ 11 quảng quả thiên dương. Lại có vô lượng số đại tự tại thiên dương, đó là diệu diệm hải thiên dương, tự tại danh xưng quang thiên dương, thanh tịnh công đức nhãn thiên dương, khả ái lạc đại huệ thiên dương, bất động quang tự tại thiên dương, diệu trang nghiêm nhãn thiên dương, thiền tư duy quang minh thiên dương, khả ái lạc đại trí thiên dương, phổ âm trang nghiêm trạng thiên dương, cực tinh tấn danh xưng quang thiên dương. Lại có vô số vô lượng đại tự tại thiên dương. Đại tự tại tiếng Phạn gọi là Mahe Thủ La, tự tại nhất trong 3.000 đại thiên thế giới. Vị thiên dương này có 3 con mắt, 8 tay, mỗi tay cầm giữ bảo kế, biến hóa vô cùng. Vị này cởi con trâu trắng, tay cầm phất trần, cởi trên lưng trâu, mắt thấu suốt tất cả, cảm thấy mình thanh cao tự tại hơn so với bất cứ ai, thấy các cõi trời khác đều thấp hơn. Vị này trong khoảng một niệm biết số lượng giọt nước mưa trong 3.000 thế giới. Cõi trời này là trời ngũ bất hoàng, cao nhất trong các cõi trời sắc cứu kính. Cõi trời này chúng sinh tam quả A-la-hán và bậc Bồ-Tát thập tính ở. Những bậc lợi căn trực tiếp ra khỏi tam giới, chứng quả vị vô học, tứ quả A-la-hán hoặc bát địa Bồ-Tát. Những kẻ độn căn còn phải đến vô sắc giới, chẳng còn dâm dục, chẳng có thân thể, chỉ có tư tưởng, tu tứ không định, sau đó mới ra khỏi tam giới, chấm dứt phần đoạn sinh tử. Vị thiên dương thứ nhất tên là Diệu Diệm Hải. Vì vị này phóng ra lửa ngọn không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên giống như biển cả, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ hai tên là Tự Tại Danh Xưng Quang. Vì vị này vừa tự tại vừa có thanh danh, do đó mà gian danh khắp nơi, quang minh chiếu khắp, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ ba tên là Thanh Tịnh Công Đức Nhãn. Vì vị này tu pháp môn thanh tịnh, đắc được công đức hơn hẳn các vua trời khác vạn phần, nên được tên này. Vị thiên dương thứ tư tên là Khả Ái Lạc Đại Huệ. Vì vị này có trí huệ rộng lớn, khả ái khả lạc, chúng sinh thấy được vị này cũng đắc được trí huệ như thế, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ năm tên là Bất Động Quang Tự Tại. Vì vị này ở trong định luôn luôn quán tự tại, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ sáu tên là Diệu Trang Nghiêm Nhãn. Vì vị này có ngàn tay ngàn mắt để trang nghiêm diệu nhãn, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ bảy tên là Thiện Tư Duy Quang Minh. Vì vị này không khởi vọng tưởng, nhất tâm tư duy quang minh, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ tám tên là Khả Ái Lạc Đại Trí. Vì vị này có trí đại bát nhã, đáng thích đáng ưa, nên được tên này. Vị thiên dương thứ chín tên là Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng. Vì âm thanh của vị này đều nghe được khắp hết, dùng để trang nghiêm tràng báo, cho nên được tên này. Vị thiên dương thứ 10 tên là Cực Tinh Tấn Danh Xưng Quang. Vì vị này dũng mãnh tinh tấn nhất, danh xưng quang minh chiếu khắp, ai ai cũng biết, cho nên được tên này. Có vô số bất khả danh xưng đại tự tại thiên dương như vậy làm thường thủ. Các vị này đều siêng quán sát pháp vô tướng, các hành đều bình đẳng. 10 vị đại tự tại thiên dương này đều làm thượng thủ trong chúng đại tự tại thiên dương.
Ngoài ra còn có vô lượng vô biên, nhiều nói không hết được. Những vị đại tự tại thiên vương này đều luôn luôn quan sát pháp vô tướng, người không pháp không. Vô tướng tức là không tướng ta, không tướng người, không thấy tướng chúng sinh, không thấy tướng thọ mạng. Tu pháp quan sát tư duy. Tu pháp này chẳng còn tướng ta thì chấp ta tức không, chẳng còn tướng người thì chấp pháp tức không, chẳng còn tướng chúng sinh thì chấp chúng sinh tức không, chẳng còn tướng thọ mạng thì chấp tướng thọ cũng không. Vì vô tướng cho nên chẳng tranh ta người. Nếu chẳng tranh ta người thì chẳng còn thấy ta người và thấy thị phi. Các pháp hành đều là bình đẳng. Trên đây là chúng thứ 12 đại tự tại thiên vương. Ở trên đã giảng năm chúng thuộc về sắc giới, tức là trời sơ thiền, trời nhị thiền, trời tam thiền, trời tứ thiền, trời ngũ bất hoàng. Các vị thiên vương ở mỗi cõi trời đều là cảnh giới của Bồ Tát thị hiện. Cảnh giới này chẳng phải phàm phu đo lường minh bạch được. Cõi trời Quảng Quả và trời Đại Tự Tại đều là nơi trụ xứ của Bồ Tát Thất Địa và Bồ Tát Bát Địa, cho nên mới hành được pháp bình đẳng, lợi ích thế gian. Mỗi vị thiên vương đều tu trì đức hạnh cho chính mình. Những kinh văn đã giảng ở trên là khen ngợi đức hạnh của các ngài. Nếu giảng tỉ mỉ thì thần thông diệu dụng của mỗi vị thiên vương đều không thể nghĩ bàn. Bây giờ chỉ là tuyển chọn những vị có đức hạnh để nói. Bổn lai thì thần thông của những vị thiên vương này đều hổ tương đầy đủ. Nhưng bây giờ là chiếu theo sự tu trì đặc biệt sở trường của các ngài, hoặc là đức hạnh, do đó mà các vị này được tên. Pháp bình đẳng là gì? Tức là chẳng có tâm tham, chẳng có tâm sân, chẳng có tâm si. Biến tham sân si ba độc thành giới định huệ ba học. Do đó có câu: siên tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Mười chữ này là pháp căn bản của người tu đạo. Ai làm được thì người đó có tư cách xưng là sa môn. Các vị đã từng nghe kinh nhiều rồi, riêng pháp cơ bản quên mất rồi. Bây giờ tự hỏi mình, còn tâm tham chăng? Còn tâm sân chăng? Còn tâm si chăng? Nếu còn thì có thể dùng pháp bố thí để trị tâm tham, dùng pháp môn từ bi để trị tâm sân, dùng pháp môn bát nhã để trị tâm si. Đó là pháp bình đẳng. Lúc này có người hỏi, nói về bình đẳng, phải chăng xem tâm tham có bao nhiêu, bố thí bao nhiêu? Nếu nhiều, nửa tâm tham nửa bố thí, như vậy là bình đẳng chăng? Chẳng phải. Nếu bỏng sẻn và bố thí bình đẳng, sân hận và từ bi bình đẳng, ngu si và bát nhã bình đẳng, đó là giả bình đẳng, chứ chẳng phải là chân thật bình đẳng. Tại sao? Vì nửa âm nửa dương, phải hoàn toàn thuộc về dương thì mới là chân chánh bình đẳng. Bây giờ đã giảng xong 40 chúng, biển chúng dân tập tại Bồ Đề Đạo Tràng, cộng hết thảy có 400 vị. Dưới đây là kinh văn nói về nhân duyên quá khứ và pháp môn tu hành. Bây giờ, các biển chúng đều đã dân tập nơi đạo tràng của Đức Như Lai, có vô lượng vô biên phẩm loại, đầy khắp chung quanh đạo tràng, hình tướng màu sắc mỗi bộ chúng đều khác nhau. Lúc bấy giờ, đại chúng quang lâm đến Bồ Đề Đạo Tràng để nghe kinh Hoa Nghiêm gồm có Bồ Tát, Thánh Hiền, Chư Thiên, Thần Chúng, Quỷ Chúng đều dân tập trong Pháp hội Hoa Nghiêm. Ở trong biển chúng đủ các loại vô lượng vô biên. Trên hết là mười phương chư Phật, dưới đến tất cả chúng sinh, bao quát chúng sinh trong mười pháp giới cũng đều ở trong đó. Cõi hư không chu vi Bồ Đề Đạo Tràng đều đầy ắp vô lượng vô biên phẩm loại, chẳng có nơi nào trong một hạt bụi chẳng phải là biển chúng dân tập. Mỗi bộ chúng đều có hình tướng màu sắc khác nhau, mỗi bộ chúng đều có một vị Bồ Tát làm thượng thủ, đều có vô lượng vô biên quyến thuộc đi theo.
mỗi vị thượng thủ thần chúng cũng có vô lượng vô biên quyến thuộc, mỗi vị thượng thủ thiên dương cũng có vô lượng vô biên quyến thuộc, đủ loại hình tướng màu sắc. Tuy nhiên rất nhiều phẩm loại, nhưng tơ hào không hỗn tạp lộn xộn. Tùy theo phương hướng đến, đều gần gũi Đức Thế Tôn, một lòng chiêm ngưỡng. Những chúng sinh khác phẩm loại này, theo vị thượng thủ của họ đến, tùy theo phương hướng, thảy đều đến gần trước Đức Thế Tôn, nghe Phật thuyết pháp, chuyên tâm nhất ý, chiêm ngưỡng kim dung Lô Xá Na Phật ngàn trượng. Các biện chúng trong hội này đều đã dứt sạch tất cả phiền não, tâm cấu bẩn và các tạp khí ô nhiễm. Chúng sinh ở trong pháp hội Hoa Nghiêm này đều đã diệt hết tất cả phiền não, tâm cấu và các ác tập khí mau bệnh khác. Phiền não là gì? Tức là cái ta, pháp hai cái chấp. Nếu còn chấp cái ta, tức là có tham sân si, ba độc phiền não, vô minh phiền não, trần sa phiền não. Lại có phiền não thô, phiền não tế, phiền não lớn, phiền não nhỏ. Tóm lại có rất nhiều phiền não. Nếu còn chấp pháp thì còn phiền não sở tri chướng. Ví như trong túi áo bạn có hạt minh châu từ trước, tuy nhiên không biết, nhưng hạt minh châu vẫn y nhiên còn đó. Bây giờ biết rồi, minh châu vẫn còn tồn tại. Bổn lai nên biết, viên minh châu ở trong túi áo nhưng không biết. Bây giờ phát hiện đó là nguồn gốc nên biết, chẳng có gì để kiêu ngạo, càng chẳng có gì để tự mãn. Tâm cấu là gì? Tức là trong tâm đều nghĩ pháp ô nhiễm chẳng trong sạch, cho nên trong tâm bèn có bụi trần dơ bẩn. Nếu đoạn dục khử ái được, không nghĩ việc tình ái, thì tâm tự nhiên thanh tịnh. Tập khí là gì? Tức là những mau bệnh, những tập khí không thanh tịnh, giống như bụi tro ở trong khói ống tre, tích tụ mỗi ngày, lâu dần thì sẽ tích tụ khói bụi thành nhiều. Vậy tập khí từ đâu đến? Đến từ tham sân si. Tham có tập khí tham, sân có tập khí sân, si có tập khí si. Tóm lại, có tư tưởng không trong sạch, đó là tập khí. Xô ngã núi chướng nặng, thấy Phật vô ngại, đại chúng này vô lượng biên kiếp. Trong quá khứ, đều cùng với Tỳ Lô Giá Na Như Lai tu hành Bồ Tát. Như Lai dùng bốn pháp nhiếp mà nhiếp thọ họ. Vô minh chướng nặng của chúng ta kiên cố giống như núi, cho nên phải phá tan núi chướng nặng. Nhưng làm sao mới có thể phá tan tiêu diệt nó được? Tức là phải xa rời phiền não, xa rời tâm cấu bẩn, xa rời tập khí mau bệnh. Như vậy thì sẽ thấy được Phật mà chẳng có gì chướng ngại được. Ở trên đã giảng qua rất nhiều đại chúng, các vị đó trong quá khứ đều hành Bồ Tát Đạo, siêng tu hạnh Bồ Tát với thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, trải qua thời gian lâu dài biển đại kiếp. Bồ Tát tu pháp môn bốn pháp nhiếp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Các vị Bồ Tát đều biết hành bốn pháp nhiếp này thì sẽ khiến cho chúng sinh thương tôi, kính tôi, tin tôi, sau đó mới nghe tôi khuyên dạy, chịu sự huân tập của tôi mà tín ngưỡng Phật Pháp. Lúc đó, Tỳ Lô Giá Na Phật dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp thọ đại chúng trong pháp hội này. Tại nơi mỗi vị Phật khi trồng căn lành thì họ đều đã được khéo nhiếp thọ, dùng nhiều phương tiện giáo hóa thành thục, khiến cho họ an trụ nơi đạo nhất thiết chủng trí, trồng vô lượng nhân lành, đắc được vô biên phước lớn. Thảy đều đã nhập vào biển nguyện phương tiện. Ở tại chỗ mỗi vị Phật, khi chúng sinh trồng căn lành thì đều dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, dùng nhiều pháp phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều thành thục, an trụ vào đạo nhất thiết trí, đắc được đạo nhất thiết chủng trí. Ở trên đã nói về các chúng trời, chúng rồng, chúng quỷ thần, tất cả đều ở trong vô lượng kiếp quá khứ gần gũi Phật Tỳ Lô Giá Na, trồng đủ căn lành ở trong pháp hội, an trụ nơi đạo nhất thiết trí, trồng tất cả nhân Phật,
kết tất cả quả Phật. Các vị đó trồng vô lượng căn lành, ở trong vô lượng kiếp tu phước huệ. Cho nên bây giờ đắc được vô lượng đại phước báo, đều vào biển nguyện phương tiện. Biển nguyện phương tiện là gì? Tức là tu đạo phải phát nguyện, dùng pháp môn quyền xảo phương tiện để độ tất cả chúng sinh. Thứ nguyện này rộng lớn như biển cả. Tu đạo phải đủ ba điều kiện mới vào được biển nguyện phương tiện. Thứ nhất, phải có tâm tin, tin rằng mình tương lai có thể thành Phật. Thứ hai, phải có tâm nguyện, phát nguyện tương lai thành Phật, rồi nhất định rộng độ chúng sinh. Thứ ba, phải có tâm hành. Đã có tin và nguyện mà không cung hành thực tiễn, không tinh tấn tu hành thì chẳng có ích gì. Sự thực hành thảy đều hoàn toàn thanh tịnh, đã khéo thoát khỏi, thường thấy Đức Phật được rõ ràng, dùng sức hiểu biết thù thắng, nhập vào biển lớn công đức của Như Lai. Lập được biển nguyện rồi, còn phải thành thật tu hành. Tu các hạnh môn phải hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, đó là con đường thoát khỏi. Thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi nhà lửa ba cõi. Nhà lửa ba cõi chẳng dễ gì ra khỏi. Ra khỏi được ba cõi, đó gọi là khéo thoát khỏi. Các thánh chúng này đều thường thấy được Phật, vì các ngài đều đã ra khỏi được nhà lửa ba cõi. Phật là vô tại, vô bất tại, vô sở bất tại, chẳng có nơi nào mà không có. Vậy tại sao có người thấy được Phật, có người chẳng thấy Phật? Vì chỉ có người nào đầy đủ tâm thanh tịnh mới có thể thấy được Phật. Người tâm không thanh tịnh thì chẳng thấy Phật. Có người thấy Phật nhưng không rõ ràng. Có người tuy nhiên thấy Phật rõ ràng nhưng không thường thấy. Bây giờ các thánh chúng này không những luôn luôn thấy Phật mà còn thấy rất rõ ràng. Cho nên nói là thấy Phật rõ ràng. Các thánh chúng này dùng sức hiểu biết thù thắng, dùng đại trí huệ để minh bạch tất cả, đã vào trong biển lớn công đức của Như Lai. Công đức này đồng với Phật, cho nên nói là vào trong biển lớn công đức của Như Lai. Được môn du hí thần thông giải thoát của các đức Phật. Vì nhập vào biển lớn công đức của Như Lai, cho nên đắc được môn giải thoát của các đức Phật, tức cũng là đắc được chân chánh tự tại, chẳng có phiền não, đắc được thần thông du hí. Các chúng ở trên đều đã đạt được cảnh giới vô ngại này. Giải thoát là gì? Tức là cởi mở sự trói buộc, sự thấy và nghĩ hai hoặc của ba cõi, thoát khỏi quả khổ ba cõi sinh già bệnh chết, chẳng còn phần đoạn sinh tử, là giải thoát của A-la-hán, chẳng còn biến dịch sinh tử, là giải thoát của Bồ-Tát. Du hí là gì? Tức là do chân hiện vọng, do vọng hiện chân vọng không hai, chân vọng vốn không, dùng pháp quyền xảo phương tiện để độ chúng sinh thoát khỏi tam giới. Thần thông là gì? Những chợt hiện ra, chợt lớn, chợt nhỏ, chợt có, chợt không, biến hóa khó dò. Người có những cảnh giới này có thể nói là đã chứng quả. Ở trên là nói về các pháp môn tu hành của Bồ Tát, chư thần thiên vương biển chúng, tu hành thành tựu thì đắc được giải thoát. Dưới đây là nói về sự chứng đắc môn giải thoát và bài kệ của các vị đó. Diệu Diệm Hải Đại Tự Tại Thiên Vương được môn giải thoát, sức phương tiện tịch tỉnh các pháp giới hư không giới. Ở trên đã giảng qua 10 vị Đại Tự Tại Thiên Vương. Có vị Thiên Vương tên là Diệu Diệm Hải. Vị này đắc được môn giải thoát sức phương tiện tịch tỉnh pháp giới hư không giới. Pháp giới là gì? Pháp giới không ra ngoài một tâm bao khắp pháp giới. Do đó, nhất tâm bất ly thập pháp giới, nghĩa là pháp giới chẳng ra ngoài một tâm niệm. Hư không giới là gì? Tức là tự tính con người, cấu bẩn gì cũng chẳng có, giống như hư không thanh tịnh trong sáng. Tịch tỉnh là gì?
tức là định. Phương tiện là gì? Tức là động. Định động đều giải thoát. Lúc này động không ngại tỉnh, tỉnh không ngại động, động tỉnh nhất như. Môn giải thoát là gì? Trước hết phải nói rõ, đừng nhận rằng có môn, cửa. Môn này chỉ là ví dụ. Nếu có môn thì không thể giải thoát được, cho nên đừng chấp trước chữ nghĩa. Nếu ra vào chẳng có chướng ngại thì đó là thật giải thoát. Nếu có môn thì ở trong môn là giải thoát, ở ngoài môn thì chẳng phải giải thoát. Ở ngoài môn là giải thoát thì ở trong môn lại chẳng giải thoát. Như vậy vẫn chưa viên mãn. Nếu ở trong môn, ngoài môn đều giải thoát thì còn cần môn này để làm gì? Cho nên nói môn này là vô hình, là một ví dụ mà thôi. Nếu muốn chân chánh đắc được tự tại, đắc được giải thoát thì phải thật đắc được từ trong tâm, không cần tìm môn trên sự giải thoát. Đây chỉ là môn trên văn tự, chẳng phải môn thực tế. Điểm này phải nhận thức rõ ràng. Nếu nhận định cần chấp trước đi tìm môn, vậy từ môn này đi vào lại đi ra từ môn nào? Cho nên trước hết phải hiểu ý nghĩa môn giải thoát mới hiểu được nghĩa chân thật.